Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà thuộc phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì diện tích 35 và 40 mét vuông, hướng nhà là hướng Tây Nam, với thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý. Đường ngõ thực tế trước nhà đây nó khoảng tầm 2m2, cách với đường ô tô đi lại là kia mọi người ạ, cách 1, 2, 3 nhà là ra tới đường ô tô. Và hai căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn. Vị trí thì gần với trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với trung tâm thương mại Eomon Hà Đông, cũng như gần với lại trung tâm Hà Đông mọi người nhá. Phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, rất là hợp lý. Căn nhà này thì hoàn thiện xong hết rồi, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Mời mình theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với phần mặt tiền của ngôi nhà ở đây ấy, thì thiết kế cho mình ở đây, ở ngoài là ốp đá granite và cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa sắt kéo và bên trong là cửa kính cường lực kéo mọi người nhé. Đây, hoàn thiện xong hết rồi. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn và sổ đỏ riêng biệt từng căn. Diện tích căn nhà này là 35m2. Mời mọi người theo em vào cụ thể khám phá ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà đây ạ, hoàn thiện xong chỉn chu cho quý vị. Phần phòng khách, phòng bếp ở phía dưới tầng 1. Ở đây là cái phần phòng khách. Căn nhà này thì còn một chút về cái điện nữa, kéo nó là xong mọi người ạ. Cho nên là hiện tại thì căn nhà nó đang không có điện. Tuy nhiên để mà nó cái ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng thì rất là đầy đủ. Với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Đấy. Gạch lát nền, kích thước gạch là gạch 60-60. Và đây là cái kệ tivi phần phòng khách. Vách ốp PVC, hệ thống đèn led chiếu sáng trần thạch cao. Và với cái căn nhà này, hai căn nhà này thì căn nhà này diện tích 35m2, căn nhà bên cạnh diện tích 40m2. Giá chào bán của căn nhà này là 3.050.000.000 mọi người nhá. Mọi người cứ tin tưởng rằng khi Nhà Tốt đã review chi tiết cụ thể, công khai giá bán, đường hướng đều rất là chuẩn chỉnh, quý vị có thể xem kỹ căn nhà này, cân đối vị trí với lại cái cung đường đi làm của mình. Nếu như mà phù hợp và muốn tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt nha. Ngoài phần phòng khách ở tầng 1 thì ở đây giới thiệu với mọi người là phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý với một hộ gia đình. Tuy nhiên thì vẫn cứ đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp xong hết rồi, hai cái tông màu trắng và màu nâu chủ đạo cho quý vị. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Vòi rửa, chậu rửa, mặt bếp ốp đá granite và xung quanh bếp thì là ốp gạch. Đây là phần để mà tủ lạnh nhé mọi người. Đấy, ở phần không gian phòng bếp. Và ngoài ra thì tầng 1 thiết kế cho mình thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng, bồn cầu, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên các tầng sử dụng. Với căn nhà này thì đã có bể ngầm 2 khối 8 rồi. Phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì có vách CNC ở đây, vách gỗ CNC đáp ứng cho mình. Cái phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính quý vị nhé. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, bởi vì tầng 1 của anh đã review rất là chi tiết đường hướng giá rồi. Mời người theo em lên khám phá tầng 2, 3 và 4 xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và quý vị ơi, đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, ở đây bước lên trên phía cầu thang đây mọi người có thể nhìn thấy không? Đang là không hề có điện mà ánh sáng ở khu vực cầu thang cho tới hành lang và vào phần phòng ngủ nó rất là sáng. Đây là phần phòng ngủ mọi người ạ, rất là rộng. Đây, cho quý vị nhìn thực tế, siêu siêu rộng luôn. Với cái phần phòng ngủ được thiết kế hoàn chỉnh, chỉn chu hết rồi. Cửa ban công hướng ra phía bên ngoài, đồng thời có hai cửa ở bên ngoài, bên cạnh luôn, hai cửa sổ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền kích thước màu trắng. Và phòng ngủ này thì thiết kế theo kiểu master, có nghĩa là có phòng vệ sinh ở phía bên trong đây mọi người ơi. Đây ạ, đây là phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ, rất là rộng, đầy đủ với bồn cầu, sen tắm và đầu chờ bình nóng lạnh và lavabo cho quý vị sử dụng. Đấy, nước đã có sẵn rồi. Căn nhà này thì theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Tại thời điểm này thì ngân hàng có thể hỗ trợ tối đa cho quý vị khoảng tầm 50%. Nó khoảng tầm như căn nhà này 3.050.000.000 thì quý vị có thể vay tối đa căn nhà này khoảng tầm 1.500.000.000 quý vị nhé. Đó, hệ thống cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ
rất là chắc chắn. Đấy, ánh sáng ngập tràn vào trong căn phòng, thiết kế tối ưu công năng sử dụng theo từng tầng, tầng 1 như thế rồi, tầng 2 như thế, tầng 3 và tầng 4 thiết kế tương tự như tầng 2. Mời người theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 4 thiết kế cho mình một phòng vệ sinh, một phòng ngủ và một phòng thờ quý vị ạ. Đây, đây là chủ nhà thiết kế phòng thờ, một căn phòng riêng cho quý vị. Và đây là thiết kế thêm một phòng ngủ. Đây, cửa sổ mở rất là thông thoáng. Phòng này thì nhỏ nhắn, xinh xắn, có thể để phòng cho con cái, hoặc là nếu như có ông bà thì để phòng cho ông bà. Nó rất là hợp lý. Còn nếu như mà hộ gia đình thì ở phía dưới tầng 2, tầng 3 nó rất là rộng. Tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng đón ánh sáng cũng như ánh nắng ở đây, mọi người có thể nhìn thực tế ngập tràn vào trong không gian phòng. Tầng 4 cũng có một phòng vệ sinh tương tự như tầng 2, tầng 3. Như vậy với cái căn nhà này, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng gồm một phòng vệ sinh mọi người ạ. 4 phòng vệ sinh sử dụng cho quý vị. Diện tích 35m², hướng nhà Tây Nam. Thiết kế Ngọc Ánh review rất là cụ thể, chi tiết tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Vậy tầng 5 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà với một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là thiết kế cho mình một cái ô để máy giặt mọi người ạ. Đấy, đầu chờ cấp thoát nước và phần thoát sàn. Phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, siêu rộng. Quý vị có thể yêu thích trồng cây, trồng hoa thì cái sân phơi này đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng. Quan trọng vị trí thì Ngọc Ánh đã cũng nhắc rồi, phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Xung quanh chợ trường, phường Trạm thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ hết. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái vị trí ngôi nhà này, đồng thời tìm hiểu những vị trí ngôi nhà khác, thì vui lòng liên hệ thực tế với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.